Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với WeChallenge. Và nếu như bạn là người có trí nhớ tốt hay là người có khả năng may mắn, với từng cuộc trò chơi bạn có khả năng đoán đâu trùng đấy. Vậy thì hãy cùng nhau, cùng với tớ, cùng với WeChallenge tham gia cuộc thi đoán đèn ngày hôm nay nhé. Vẫn chắc chắn với quyết định của mình, lần này là chọn cái lồng đèn. Đúng rồi, em muốn bánh hay là kẹo? Ở đây. Chắc chưa? Chưa được. Mời người tiếp theo. Chắc chắn. Con thỏ ở đây. Sai mất rồi. Con nhỏ con này. Gà này ở đâu đấy? Ở giữa. Suýt đúng. Tí nữa là đúng. Chính giữa luôn. Hay đúng rồi, mời em cầm một cái kẹo. Tiếp tục. Một cái này. Đúng không? Chắc không? Em ăn bừa. Nếu như mà em đoán đúng tiếp thì bây giờ em chọn thêm một cái bánh không? Hay là em... Kẹo. Vẫn chọn cái kẹo. Tiếp tục. Nào, bây giờ còn hai con. Hai con. Con này ở đây. Chính xác. Này, thế là hai kẹo mà thôi. Kẹo. Vẫn kẹo. Rồi, ok. Con này ở đâu? Đâu, con này vị trí 5, vị trí cuối đây chứ. Đây. Sai rồi. Đến bạn này. Ở đâu? Ở đây. Chắc chưa? Có lẽ anh lừa đấy nhá. Chắc chưa? Em chắc chưa? Em chắc chắn. Bánh của em đây. Chuẩn rồi. Tiếp này. Tiếp. Không, rồi, tiếp theo. Ba con. Đúng rồi. Tiếp. Đúng rồi. Wow. Chính xác. Tiếp tục. Sai rồi. Chưa chính xác. Chính xác. Đây này. Chính xác rồi. Tiếp theo. Chính xác rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến với lượt đầu tiên nhá. Nào mời em. Chọn đi. Thỏ. Đáp án của bạn chưa chính xác. Trời ơi, không phải. Lựa chọn nhiều đáp án này, cái nào đúng là chốt được cái đấy. Chưa chính xác. Cái này cùng màu. Thỏ. Vẫn chưa chính xác. Thấy cái này cùng màu không? Chắc chưa? Chắc. Sai là không được gì đâu này. Chắc không? Chắc. Chưa chính xác. Nhưng mà bây giờ còn mỗi cái này đúng rồi, chọn đi. Đúng không? Đáp án của bạn là chính xác. À, chính xác rồi đấy. Tí nước phát cho. Rồi cái nào? Bây giờ tìm thêm cái này màu vàng. Chắc chưa? 100%. Chính xác. Trời ơi. Số phải gọi là quá hên. Đúng rồi. Hai cái này màu đỏ. Mà đây có 4 cái màu đỏ. Chắc được không? Sai. Sai. Trời. Đắp vô ra. Phải. Chỉnh lại đi. Có một cái này hoặc cái này thôi. Sai. Đúng rồi. Lấy đi. Mà cái này và cái này sai rồi, chứ còn cái này thôi. Chắc không? Sai. Trời ơi, nhỏ này hư kia lên đây mình lừa. Trời ơi, bán cho đúng rồi. Không chắc thì phải chọn lại. Chắc mà. Chọn tiếp. Rồi, nhưng mà em sai thì dễ mà. Sai. Rồi, đây. Đúng rồi. Đây.
Đúng rồi. Trời ơi, hên quá. Các bạn cảm thấy tập We Challenge của ngày hôm nay như thế nào? Có thú vị không? Vậy thì hãy cùng tớ đón xem những tập We Challenge tiếp theo nhé.